Sao quân, chưa luyện kiếm lần nào sao có thể lĩnh ngộ kiếm tâm? Ta một đời khổ luyện nhiều năm mới mới lĩnh ngộ được kiếm tâm mà. Cha nhẽ hắn là. Lôi Thiệu liền chạy đến nhau má phòng hại. Nghe đồn có một loại thể năng gọi là linh thánh thể, trời sinh đẹp đẽ, công pháp thần thông, vừa nhìn đã hiểu, vừa học đã thông. Không phải là chỉ phong đại hiệp đây sao? Ôi, tôi không có lợi hại như trong lời đồn đâu, không phải mỗi lần đều có thể học được. Không ngờ thế giới này lại có truyền thuyết như vậy, vậy có thể hiểu được thuộc tính dị năng của mình rồi. Nhưng lôi đạo hữu à, lấy năng lực của tôi mà nói có thể giúp được thiên thu cốc thiệt là vô cùng cảm kích phong đạo hữu năng lực kinh người lại không ra tay rõ ràng là sợ mình bị thương đây mà nhân phẩm này thật đáng phó thác lôi thiệu vừa nghĩ tới nước mắt lại chảy như mưa đại ân không thể tạ vừa rồi đạo hữu nói có thể giúp thiên thu cốc chúng tôi tìm ra gián điệp không biết là kế hoạch như thế nào lấy năng lực của tôi chỉ cần để tôi tập luyện cùng với các đệ tử môn hạ của ông thì có thể lần ra trong đám đệ tử ai sử dụng công pháp ngoài thiên thu cốc là có thể tìm ra được nội gián rồi kế hay kế hay tất cả nhờ vào phong đạo hữu rồi ta chắc chắn sẽ tận lực phối hợp yên tâm giao cho tôi là xong đã qua một trận sân trước khuôn viên đại trưởng lão má nó không ngờ mình rời đi có một lát mà đã như vậy ấu nương lại có thể làm như vậy với người khác cô ấy nhấc bổng chân lên để trước mặt diệp rực hự nói rồi dẫm xuống một phát liền chèm bẹp nhận thua được chưa nhận thua đưa tôi đi nhà ăn tôi không đánh anh nữa còn lâu nam tử hán sẽ không chịu khuất phục đâu phong hạ đứng kế bên nghe thế liền tức giận nắm lấy áo hắn tên chết đẫm này nói rồi một cú đấm khiến hắn bay xa vài dặm cút cho tao tao còn chưa được chạm vào chân ấu nương đâu một viên thuộc tính nhỏ xíu liền rơi ra phong hạ liền nhặt lên nhìn nó ế thế cũng được à mà có nhỏ xíu nhưng bên trong lại được thiêu hoa khó lắm mới rơi một cái thuộc tính lại là hoa thêu phong hạ liền nắm chặt lấy nó phía đằng sau thì chu ấu nương và thương hải đang kêu hắn phong hạ phong tiền bối đằng trước thì bị tên diệp rực mắng xối xả đồ lừa đảo giang hồ đồ kiêu ngạo Người thiên thu cốc chúng ta không dễ đối phó đâu, cứng nhờ. đám đệ tử cũng hùa theo. Diệp sư huynh nói đúng, không thể để hắn lưới láo với thiên thu cốc chúng ta được. Đúng đó, đúng đó, quá chảnh chọe. Ai cho bọn họ biết tay đi? Các vị sư huynh, sư đệ, để cho ta. Anh là ai? Tại hạ là thân truyền môn hạ ngũ trưởng lão Mặc Ngọc Thư, thách đầu với phong đạo hữu. Mặc Ngọc Thư, đệ tử thân truyền ngũ trưởng lão, sống chết thế nào tùy anh ứng chiến. Ta khuyên ngươi nên nhận thua sớm đây. Mặc Ngọc Thư xuất thân thế gia, một thân ngọc bảo nhiều vô kể nếu chiến đấu thật đại đa số đệ tử thiên thu cốc đều không phải đối thủ đâu sơi xuất thân thế ra một thân ngọc bảo phong hạ nghe thấy hai mắt sáng rỡ nước miếng hai bên chảy ra ngon nha nhà dô kiếm chút cơm bạn e y lần này chắc chắn có thể chơi một lần ta chấp nhận lời khiêu chiến chào hàng của ngươi mặc ngọc thư lên tiếng trước đạo hữu động thủ đi không để hắn chờ đợi lâu thêm nữa phong hạ chạy như bay về phía hắn vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi mặc sư đệ nhất định phải cẩn thận đấy lấy ra tất cả bảo vật của đệ phòng ngự đi hứ hứ lấy tất cả bảo vật ra để phòng ngự nói rồi hắn liền lấy ra một cái gương chiếu yêu để trước ngực chỉ là một tên lừa đảo giang hồ bạch sư huynh làm gì chuyện bé xé ra to thế phòng ngự mà thôi có hộ tâm cảnh là đủ rồi hơn nữa còn muốn đến gần tôi thì khó đấy kèm theo đó hắn còn cầm thêm ba lá bùa đi ba lá bùa liền bay đến chỗ của phong hạ khiến phong hạ ngơ ngác đứng hình mất vài giây bùng mọi thứ nổ tung Giỏi vãi cuối cùng cũng đánh đổ tên lừa đảo giang hồ đó rồi xin lỗi ngay lúc mọi người đang vui mừng hô hào chiến thắng tưởng đã diệt được phòng hạ thì hắn từ trong đám khói bay tới trực tiếp đánh bể hộ tâm cảnh của mạc ngọc thư hự không thể không gì là không thể ba mươi chưa phải là tết học hộ tâm cảnh bể tan nát mạc ngọc thư cũng theo đó mà bị trọng thương phun ra máu để các người thất vọng rồi ha hai viên thuộc tính liền rơi ra một viên là cửu long thánh tâm quyết mảnh còn viên kia là ấn long chi khí cái tên này đều liên quan đến rồng chả nhẽ mình cuối cùng đánh một hồi vừa lên cái được luôn người của vương thất tuyên võ phong hạ liền nắm hai viên thuộc tính trong tay rồi bóp nát nó xem ra tình hình của thiên thu cốc còn nghiêm trọng hơn lôi chiều nói có điều vương thất tuyên võ phí sức nhiều như vậy rất cuộc muốn gì ở thiên thu cốc nhóm đệ tử ngươi lại ồn ào rồi xem có giống mấy bà bán cá ngoài chợ không mau lui xuống đừng để khách người ta chê cười đến đúng lúc xử lý ghê diệt dực thấy lôi thiệu đi đến liền ống eo mép đại trưởng lão tất cả đều do tên họ phong này gây chuyện diệp rực rừng ngay thanh niên bồng bột vẫn là mong phong đạo hữu bỏ qua a ha ha lâu lâu đấu với hấu bối một chút hoạt động thư giãn gân cốt cũng không tồi lôi thiệu liền giới thiệu phong hạ với tất cả mọi người đây là khách quý của lão phu mọi người chú ý đừng thất lễ tất cả đệ tử vẻ mặt không vui nhìn nhau miễn cửa đáp dạ phong đạo hữu mời ta đưa ngài đến chỗ nghỉ ngơi phiền lôi đạo hữu rồi đột nhiên một cọng tóc trên đầu phong hạ dựng lên đúng rồi nếu còn có vị nào muốn tỉ thí, có thể tìm đến ta. Phong hạ nhếch môi cười. Các vị có bất kỳ mục đích nào tìm tới ta, quyết định xem các vị cuối cùng sẽ bị đánh như thế nào đi. Ngươi, Diệp sư huynh đừng kích động. Diệp dược liền cản mặc ngọc thư lại. Tên danh này không dễ đối phó, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Phòng khách Quỳnh Hoa biệt viện, cửu long thánh tâm quyết, ẩn long chi khí. Những chiêu thức này chính xác mà nói chỉ có triều đình tuyên võ. Thật không ngờ tiểu tử mặc ngọc thư này lại. Trước tiên không cần vạch trần hắn vội, phong hạ vừa hút nước vừa bàn kế hoạch với lôi thiệu hôm nay tôi cố ý khiêu khích hắn hắn nhất định sẽ tìm trợ thủ tiếp tục gây phiền phức cho tôi ha ha phong đạo hữu và tại hạ đúng là tư tưởng lớn gặp nhau chúng ta dình xem biến đến lúc đó sẽ một lưới bắt hết bọn chúng